Xin chào tất cả mọi người, mình là Hảo Phạm và hôm nay mình sẽ mang lại cho các bạn những thông tin về một sản phẩm đến từ thương hiệu toa, đó chính là em tăng âm toa A1724AS đang được rất nhiều người quan tâm hiện nay. Và trong video lần này, mình sẽ review cho các bạn về 8 đặc điểm nổi bật của em toa A1724 này và để cho các bạn có thêm nhiều những thông tin và sự so sánh trước khi các bạn đưa ra quyết định dinh em nó về nhé. Em toa A1724 đấy khá là nặng mọi người ạ. Và trước khi đến với review về 8 đặc điểm nổi trội của em ý thì ngay bây giờ hãy cùng mình unbox sản phẩm để cùng nhận diện về em toa A1724 này nhá. Ok, bây giờ mình sẽ cùng đập hộp em ý. Mình vừa đập hộp em toa A1724 này. Và trước khi đi vào 8 đặc điểm nổi trội mà mình review với các bạn thì đầu tiên thì mình sẽ giới thiệu qua về sản phẩm em toa A1724 này đến các bạn nhé. Đầu tiên đó là phím công tắc nguồn. Thứ hai là đèn báo nguồn điện. Thứ ba là đèn báo tín hiệu ngõ ra. Thứ tư là volume điều chỉnh âm lượng tổng các ngõ vào. Thứ 5 là công tắc chọn vùng loa 1, loa 2. Tiếp theo, thứ 6 là đèn báo vùng loa hoạt động. Là volume điều chỉnh âm lượng ngõ vào, mic 6, AUX 2, mic 5, AUX 1. 8 là volume điều chỉnh âm lượng ngõ vào, AUX 3, AUX 4, AUX 5. Số 9 là volume điều chỉnh âm lượng ngõ vào, mic 1, mic 2, mic 3 và mic 4. Số 10, volume tăng, giảm, âm sắc cao, treble. Và cuối cùng là volume tăng, giảm, âm sắc thấp, bass. Mặt sau của thiết bị toa A1724 sẽ gồm có dây cắm nguồn điện AC 220V, ngõ đầu nối đất, ngõ ra loa dùng cho loa có trở kháng thấp từ 4 đến 16 ohm, ngõ ra tín hiệu dùng để ghi âm, ngõ ra tín hiệu dùng kết nối thiết bị ngoài như ampli, equalizer. Ngõ tín hiệu dùng để kết nối thiết bị ngoài như mixer, equalizer. Ngõ vào AUX sử dụng cho CD, cassette, DVD. Ngõ vào mic 1, mic 2, mic 3, mic 4. Ngõ ra điều khiển volume tổng và nguồn điện. Công tắc lựa chọn nguồn phantom, ngõ vào mic AUX 1, 2 và mic 5, 6. Và tiếp theo thì mình sẽ giới thiệu với các bạn về sơ đồ đầu nối của thiết bị toa A1724 này để các bạn có thể hình dung về cơ chế hoạt động cũng như là nguyên lý hoạt động của thiết bị này nhé. Và ngay bây giờ mình sẽ review cho các bạn 8 đặc điểm vượt trội của em toa A1724 này nhé. Đặc điểm ưu việt đầu tiên đó chính là kết nối dễ dàng nhận tại các nơi công cộng với các thiết bị dùng để phát bản tin ở trong nhà thờ, ở nơi có không gian rộng hay là các nhà xưởng. Ưu điểm thứ hai đó là thiết bị này có nhiều cổng kết nối cho âm thanh hội họp. Ưu điểm số 3 đó là thiết bị này cho phép chúng ta điều chỉnh âm thanh ở hai vùng độc lập. Điểm ưu việt thứ tư là em toa A1724 này cho phép mình có thể điều chỉnh được tên bass and treble một cách dễ dàng. Đặc điểm vượt trội số 5 thuộc về ngoại hình của em ý. Em ý mang kích thước chuẩn quốc tế 19 inch. Điểm vượt trội số 6 khác so với những sản phẩm khác là em toa A1724 này cho phép chúng ta điều chỉnh mic hoặc line ở các cổng vào khác nhau. Một đặc điểm nổi bật nữa mà mình muốn giới thiệu tới các bạn khi mà chúng ta tìm hiểu về tăng âm số thì một điều mà em này làm được đó là nó hỗ trợ chúng ta sử dụng loa trở kháng thấp và trở kháng cao. Điều này rất tuyệt vời đúng không? Điểm vượt trội số 8 và cũng là điểm vượt trội cuối cùng mà mình cảm thấy ưng ý với em toa A1724 này đó là em ấy có thể dễ dàng kết nối với nguồn điện 24VDC hoặc 220V AC. Ok, trong 8 đặc điểm mình vừa review với các bạn thì có 3 đặc điểm ưu việt vượt trội nhất mà mình rất ưng ý của em toa A1724 này. Thứ nhất là lắp đặt vô cùng dễ dàng.
Thứ hai là có thể kết nối với nhiều thiết bị. Và thứ ba là có thể điều chỉnh âm thanh ở hai vùng độc lập. Đây là 3 trong số 8 đặc điểm vượt trội mà mình vô cùng ưng ý và mình muốn review để các bạn có thể tìm hiểu thêm về em toa A1724 này nhé. Làm thế nào có thể sở hữu một sản phẩm toa A1724 chính hãng với giá ưu đãi? Thì Chương Trình Audio chính là một gợi ý tuyệt vời dành cho các bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, thì Chương Trình Audio chuyên phân phối các sản phẩm chính hãng đến từ các thương hiệu nổi tiếng như Yamaha, Toa hay là JBL. Và với đội ngũ nhân viên trên 5 năm kinh nghiệm, thì Chương Trình Audio luôn tư vấn miễn phí cho các khách hàng mới và cũ. Ngoài ra, thì Chương Trình Audio còn có các chính sách sửa chữa và lắp đặt theo yêu cầu của khách hàng. Và để nhận tư vấn miễn phí cũng như những thông tin mới nhất từ Chương Trình Audio, các bạn có thể liên hệ qua số hotline 0902 188 722 hoặc đến showroom gần nhất tại thành phố Hà Nội hoặc thành phố Hồ Chí Minh để được trải nghiệm tại không gian chân thực. Vừa rồi là những thông tin cơ bản và đặc biệt là 8 đặc điểm nổi bật của em toa A1724. Hy vọng đây sẽ là những thông tin hữu ích dành cho các bạn. Và nếu như các bạn muốn có những trải nghiệm thực tế, mắt thấy tai nghe cùng với sản phẩm này thì các bạn có thể qua showroom của Chương Trình Audio tại 4 cơ sở. Đó là showroom 1, 365 Điện Biên Phủ, phường 4, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh. Showroom 2, số 60/18, đường 18, phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Showroom 3, 488 Trần Khát Chân, phố Huế, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Và showroom 4 là phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội. Chúc các bạn có những trải nghiệm tuyệt vời cùng với toa A1724. Xin chào! Chương trình audio, âm thanh sống động, công nghệ đỉnh cao. Hotline 0902 188 722.